Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Thành ủy Hải Phòng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm trao đổi kinh nghiệm về tổ chức thực hiện đề án chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến chia sẻ, thành phố Hải Phòng cũng đang triển khai thực hiện cơ chế tổ chức chính quyền đô thị. Vì vậy, mong muốn được học tập thêm cách làm hay, mới, sáng tạo từ quá trình triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng để triển khai đề án này một cách có hiệu quả tại địa phương. Làm việc với đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tại thành phố Đà Nẵng, nhìn chung, công tác triển khai thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ các yêu cầu đặt ra. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức quán triệt, tạo nhận thức trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, sớm hoàn thiện các văn bản, tạo cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện thí điểm. Lần này là thí điểm trên mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 19 của Quốc hội, dự kiến là 3 năm, và đến cuối năm 2023 sẽ sơ kết cái việc thí điểm, rồi đánh giá, rồi báo cáo, rồi có làm được hay không, thì Quốc hội sẽ quyết định. Ba địa phương thì thành phố Hồ Chí Minh là ra hẳn cái nghị quyết luôn, chứ không thí điểm nữa. Cho nên Hà Nội, Đà Nẵng thì vẫn đang trong khu vực thí điểm. Vừa rồi thì Bộ Nội vụ cũng có xây dựng là cái dự thảo. Sau khi mà qua hơn một năm thí điểm của ba thành phố thực hiện á, cũng một những người đô thị thì cũng có cái sửa đổi ban hành một cái nghị định mới để mà khắc phục những cái tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm. Buổi làm việc cũng tạo điều kiện để hai bên trao đổi những khó khăn vướng mắc phát sinh, từ đó có những đề xuất kiến nghị trung ương ban hành các cơ chế phù hợp với thực tiễn để các địa phương thực hiện có hiệu quả chính quyền đô thị.